Thưa quý vị và các bạn, vào sáng 18 tháng 7, đoàn chính quyền và doanh nghiệp thành phố Busan do ông Goto Motohit, thị trưởng của thành phố Busan của Nhật Bản làm chủ đoàn, đã có một chuyến thăm và làm việc tại trường Đại học Đại Nam. Chuyến thăm và làm việc lần này một lần nữa đã tạo thêm cơ hội việc làm cho sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản. Trường Đại học Đại Nam là trường đào tạo đại học đa ngành nghề theo hướng ứng dụng. Hiện tại, nhà trường đang đào tạo 4 khối ngành: kinh tế, sức khỏe, kỹ thuật, ngôn ngữ và nhân văn. Trong đó, những sinh viên theo học ngôn ngữ Nhật được nhà trường đặt mục tiêu là những sinh viên được đào tạo tốt nhất tại Việt Nam. Vì vậy, nhà trường đã ký kết với nhiều đối tác Nhật Bản để thúc đẩy việc đào tạo sinh viên theo mô hình đơn vị đào tạo, cộng đồng doanh nghiệp. Nhà trường cũng kỳ vọng khoa sẽ là một điểm sáng trong đào tạo tiếng Nhật ở khu vực miền Bắc. Với sự hợp tác giữa thành phố Busan và trường Đại học Đại Nam, hai bên sẽ đưa ra được các giải pháp để hỗ trợ các sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật và 21 ngành đào tạo khác của nhà trường được trải nghiệm, thực tập và làm việc tại Nhật Bản. Trường Đại học Đại Nam cam kết sẵn sàng sẽ đáp ứng những yêu cầu của các doanh nghiệp Nhật Bản về kỹ năng và trình độ tiếng Nhật của sinh viên khi ra trường. Qua chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác của thành phố Busan, trong tương lai gần, sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật và sinh viên các chuyên ngành khác của trường Đại học Đại Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tới Nhật thực tập và làm việc với những chính sách hỗ trợ tốt nhất từ thành phố Busan. Từ đó góp phần làm cho quá trình đào tạo trong nhà trường trở nên chuẩn hóa, chuyên nghiệp và có tính ứng dụng cao hơn.